bản đồ trên trang facebook bị nhiều người sử dụng phát hiện xác định chủ quyền hai quần đảo trường sa và hoàng sa thuộc trung quốc người sử dụng facebook khi chọn địa điểm việt nam để tạo quảng cáo đã phát hiện vùng khoanh vị trí lãnh thổ việt nam không có hai quần đảo hoàng sa và trường sa nhưng khi chọn sang trung quốc thì thấy rõ hai quần đảo này được khoanh vùng vào lãnh thổ trung quốc ngay sau khi có thông tin này bộ thông tin và truyền thông của việt nam đã yêu cầu facebook giải quyết vụ việc truyền thông trong nước đưa tin báo tuổi trẻ của Việt Nam nói rằng Facebook trả lời đã dùng nhầm bản đồ này làm bản đồ cơ sở, đồng thời khẳng định việc này về bản chất chỉ là do kỹ thuật, không có ý đồ chính trị. Tin nói đến chiều ngày 1 tháng 7 ở Việt Nam, người sử dụng vẫn thấy Trường Sa và Hoàng Sa được khoanh vùng của Trung Quốc trên bản đồ Facebook nhưng đến chiều ngày mùng 2 tháng 7 giờ Việt Nam, chúng tôi thử vào bản đồ Facebook chọn địa điểm Trung Quốc thì thấy hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa không còn hiển thị trong khu vực được đánh dấu là lãnh thổ Trung Quốc và khi chuyển sang Việt Nam thì hai quần đảo này cũng không hiển thị Hoàng Sa trước đây do chính quyền miền Nam Việt Nam kiểm soát và bị Trung Quốc đưa quân vào chiếm năm 1974. Chủ quyền quần đảo Trường Sa còn đang nằm trong vòng tranh chấp không chỉ giữa Việt Nam và Trung Quốc mà còn với các nước khác bao gồm Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei.